Quay trở lại bản tin buổi trưa của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên mình cũng xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua trên mạng xã hội, cộng đồng mạng dậy sóng với một cái báo của Công an Nhân dân với tiêu đề là phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng lưu vong tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Ở trong cái bài báo này có nhắc tên đến Thái Văn Đường và Thái Văn Đường có mối liên hệ với chị Hằng Ni như thế nào. Và ngày hôm nay với bản tin độc quyền khai thác video clip được xem là vi phạm pháp luật của chị Hằng Ni, nhưng nó không được đặt ở chế độ công khai trong thời gian 4-5 ngày liên tục đi xem xét và thích vấn đề này, thì mình đã lấy được video clip này ra ngoài rồi các bạn. Ok, lời nói đầu tiên mình cũng xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chúc các khán giả trong và ngoài nước ăn được một cái lễ Quốc Khánh thật là hoành tráng, thật là vui vẻ đó. Ngày hôm nay thì tôi cũng dẫn lời từ báo Công an Nhân dân với hình thức là cảnh giác mọi người về cái sự việc lợi dụng vào drama của chị Hằng, cả hai phía, cả phía chống và cả phía thuận, để mà chúng ta đừng làm việc vi phạm pháp luật các bạn nhé. Trong cái video clip này thì có nhắc đến cái chuyện sự việc mà drama của chị Hằng. Chị Hằng đã lên trên mạng, đã bóc phốt rất là nhiều ca sĩ, diễn viên về vấn đề làm từ thiện. Từ đó mà tổ chức phản động đã lợi dụng vấn đề này để thêm thắt câu chuyện và dẫn dắt đi cộng đồng mạng đi sai vấn đề khác nhằm chống phá đảng và nước của chúng ta. Đó, thì Thái Văn Đường, tôi đã dẫn chứng cho các bạn rồi. Thái Văn Đường trong cái lúc chưa bị bắt thì anh này anh khoe mẽ rằng ảnh có liên hệ với chị Hằng Ni, và Hằng Ni có tâm sự với ảnh. Ảnh khai như vậy là chết chị Hằng Ni rồi các bạn. Anh khai như vậy là tội chị Hằng Ni càng nặng hơn, càng nặng hơn các bạn. Mà cái vấn đề ảnh là cái người bí mật hay là bật mí thế nào đó, bây giờ ảnh cũng bị bắt luôn rồi các bạn, thì ảnh đối diện với sự thật như thế nào thì chúng ta chờ đợi cơ quan chức năng sẽ cho chúng ta biết, vì vấn đề về những cái đối tượng như vậy đó phải điều tra bí mật các bạn, để đánh động cái đồng đội nó chạy hết là các bạn đó. Thì tôi xin trích dẫn một một cái video clip như thế này cho các bạn xem. Bởi vì Thái biết trước cái tiên lượng, bởi vì là nó Hàn Ni đã từng có tâm sự với Thái, chia sẻ với Thái về cái việc đó là bị mời lên mời xuống nhiều lần rồi chứ không phải là không. Tại sao chị Hằng Ni là một người có học thức? Chị Hằng Ni là một người ta thạc sĩ luật và là một bông hồng thép của báo Sài Gòn Giải Phóng, là cái người mà dám đứng lên đấu tranh chị Hằng mà đi liên hệ với thằng Thái Văn Đường này. Thực tế những cái lời của Thái Văn Đường nói trên mạng xã hội là những lời nổ hay là những lời câu view câu like trực tiếp để mà chiếm trọn cái tình cảm của khán giả, khán giả Hằng Ni, hay là Thái Văn Đường đã khai ra đồng đội của mình. Xin chào em Hồ Văn Thận nha, lâu quá rồi rồng mới đến nhà tôm hả em Thận? Thì anh cái bài báo ngày hôm qua đó đã nhắc tên Thái Văn Đường này và một số đối tượng lợi dụng. Tôi có nói các bạn rồi, đứng ở bên bà Hằng cũng lợi dụng, mà đứng ở bên phía bên chống bà Hằng cũng lợi dụng vào bà Hằng đó. Thì tôi nói các bạn giống như trường hợp chị bán rượu đó, chị Lan bán rượu á, chị bảo rằng là tôi nhắc tên chị, tôi lợi dụng, tôi bởi đích chị. Thì các bạn thấy là rõ ràng là những cái thành phần này, không lẽ là tôi nói là bà đích chị Hằng, tôi nói như vậy mất đức mất trăng quá đúng không? Đó, thì ra trước khi bị bắt Thái Văn Đường có nhắc chị Hằng đi. Và chúng ta lật lại cái sự việc báo các bài báo, trong tất cả các bài báo nói về cái sự việc mà nói về bí mật của chị Hằng là bí mật như thế nào. Và rõ ràng bây giờ những cái người làm YouTube đang lợi dụng vào cái bài báo này để xuyên tạc nhà nước nữa và xuyên tạc vào báo chí. Do đó với một cái vai trò là người YouTuber độc lập, là một người tìm hiểu về sự thật cái này này, thì hôm nay tôi sẽ có một cái video clip độc quyền. Còn thằng Tuấn Cờ Bạc phá gia chi tử chơi thân với Thái nữa chưa bị khui ra. Thôi thôi em nói ít ít thôi hận ơi, để cơ quan chức năng người ta điều tra, chứ không
chúng ta tiết lộ bí mật điều tra là chúng ta bị gõ trước đó. Và cái vấn đề này nó liên quan đến an ninh quốc gia, do đó người ta bắt không cần phải thông báo trước. Những vấn đề mà những cái cuộc bắt đặc biệt, giống như bắt bên Thiền Am Bà Vũ Trụ, các bạn thấy không? Một ban chuyên án được lập ra mấy năm trời, bắt là bắt luôn, chứ không có vụ mà thông báo mời hay là triệu tập thế nào đâu các bạn, tại vì nó quá đặc biệt. Nếu mà chúng ta chờ đợi cái sự việc thông báo lên là việc người ta trốn hết làm sao? Giống như trường hợp ba luật sư của Thiền Am bị trốn hết rồi. Hai ông trốn qua bên Mỹ, một ông mới trốn qua bên Thái Lan. Đó thì đó các bạn á, thì những cái việc đặc biệt như vậy là bắt không cần phải thiên hạ thủ di cường, bắt trước tính sau. Ok. Đó, do đó thì thôi chúng ta nói mé mé thôi Thượng ơi. Nói mé mé thôi chứ nói nhiều quá chết. Đó thì trong cái bài báo Việt Nam Express viết vào ngày 25 tháng 7 năm 2023 mới đây thôi các bạn, mới đây thôi. Bảo rằng là nhà báo Hàn Ni bị ép buộc nói, bị cáo buộc nói về bí mật đời tư của Nguyễn Phương Hằng. Thì tôi sẽ đọc một tí xíu và tôi sẽ đi sâu vào video clip mà 4 ngày đầu tôi cất cân tôi tìm kiếm, và ông trời đã cho tôi nhìn thấy video clip đó. Và chính video clip này đã đẩy Hàn Ni đi vào cái ngõ cụt. Chị ta rất thông minh ha, chị ta rất là thông minh, và chị ta phải nói là lực bục bụng. Chị ta còn tổ chức ra 3 cái khóa học miễn phí dạy về luật cho người ta nữa các bạn. Là chị này giữ rồi, thầy cô rồi đó các bạn, lên nhân thầy vậy đó các bạn. Đó, tôi đọc qua sơ qua tí nha. Nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ đã khai nhiều bài viết sai sự thật, thiếu kiểm chứng về bí mật đời tư của Nguyễn Phương Hằng, ông Quỳnh Quy Dũng. Hành vi của nhà báo Hàn Ni 46 tuổi và luật sư Sĩ được nêu trong kết luận điều tra của Công an TP.HCM vừa hoàn tất, chuyển sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức cá nhân. Tôi đọc hơi lẹo lưỡi chút tại đọc quá nhanh. Bà Ni được xác định là những người bị hại trong vụ án của Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm người khác. Đó, các bạn thấy rõ ràng không? Tôi rất tôn trọng cái sự canh anh minh của pháp luật. Cho đó các bạn đừng có lợi dụng vào những bài báo mà các bạn bảo rằng pháp luật không công bằng nhé các bạn. À, chuyện gì nó xảy ra rồi cho nó xảy ra luôn. Chị Hằng đã bị tạm giam hơn 16 tháng rồi, do đó chúng ta không cần phải dùng những lời lẽ gay gắt mà dẫn đến cái việc vi phạm pháp luật. Tôi khuyên mọi người như vậy đó, mọi người không nghe thì thôi. Kết luận điều tra từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, nhà báo Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube, Facebook nhà báo Hàn Ni để đăng tải tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm danh dự uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Quỳnh Quy Dũng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Cụ thể, bà Hằng Ni đã dùng tài khoản để phát buổi ghi hình với nội dung bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay là không. Trong đó có 4 đoạn phát ngôn mang nội dung bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của bà Hằng, vi phạm điều 17 luật an ninh mạng. Tôi nói các bạn rồi, 20 điều luật an ninh mạng không nên xuất hiện trên mạng xã hội, mà chị Hằng Ni là một thạc sĩ luật, mà chị Hằng Nhi đã vô tình. Mà tôi thấy trong cái buổi diễn thuyết này, chị Hằng Ni có một cái gì đó mà không bình thường. Có một cái gì đó không bình thường, tôi không hiểu. Thường thường chị này lên trên mạng, chị nói chuyện rất là chỉnh chu, rất là logic. Nhưng mà trong cái video clip này thì tôi nói các bạn là hầu như là có một cái gì đó. Và không lẽ giờ chị Hằng Ni chỉ bị tạm giam rồi mà không lẽ tôi nói thêm, bồi vô thêm các bạn, giống như mà đổ xăng vào lửa các bạn. Giống như bị miễn cưỡng nói gì đó các bạn. Miễn cưỡng nói và giống như mà cái hành vi mà giống như mà mình nói gì một miếng gì đó, mình nói về một cái gì đó mà mình úp mở mở đó các bạn, mà không bình thường á, giống như là nói dối. Và giống như mà nói cái đó là biết vi phạm pháp luật mà nói đó các bạn. Thì tôi không biết là sau khi ra tòa thì khi mà công an hay là hội đồng xét xử hỏi chị này về cái vấn đề mà video clip phát ngôn dẫn đến cái sự việc bị tội 331 đó như thế nào. Đó, thì cái video clip này là cái video clip không công khai. Không công khai các bạn, nó không công khai nhưng vẫn vào đó được. Vẫn truy cập vào đó được các bạn. Bởi vì nhiều khi khán giả bảo rằng tôi ngồi ở nhà mà sao tôi đi lấy tin tức người ta, tôi làm hoài mình tức. Tôi phải tự tìm con đường cho riêng kênh này các bạn. Đó, thì ngày hôm nay tôi cho các bạn nghe một tí xíu. Đây là video vi phạm pháp luật. Do đó tôi nói mọi người đừng có nghe lời những cái người chống phá bà Hằng Hữu và Đại Nam mà bảo rằng là dẫn dắt từ báo chí mà vi phạm pháp luật, không hề. Bây giờ tôi nói thẳng luôn là cái video clip này nè, tôi nói cho mọi người rõ rằng là có vi phạm thì mới bị 331. Chứ không có cái chuyện mà dẫn dắt vào bài báo bị 331 đâu các bạn. Do đó tôi phải cách công
để tôi tìm kiếm video clip này để tôi thanh minh thanh ca cho những cái cơ quan báo chí và những cái người mà hù dọa chúng tôi, bảo rằng á là mày dẫn dắt theo báo là mày bị ở tù, bị 331, làm gì có các bạn. Đó, thì nói sách bắt có chứng. Đây, các bạn nhìn thử coi. Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay là không? Đây là video clip được giám định là vi phạm pháp luật của Hằng Ni. Chúng ta chỉ nghe báo chí nói thôi chứ chúng ta chưa bao giờ, hoặc là chúng ta xem rồi mà chúng ta quên mất là cái video clip này nội dung nó như thế nào. Đó, đây. Đây, để các bạn bảo rằng tôi ngồi không, tôi không có làm gì, tôi cứ lên kiếm chuyện người này người kia không, mà tôi không có bằng chứng gì, cái tin cũ tin mới. Đây, đây, đây là video clip được giám định là vi phạm của Hằng Ni, và đúng là vi phạm, đúng rồi các bạn. Chị này đã dùng cái máy tính lên trên mạng để lấy cái đời tư của chị Hằng ra, rồi sau đó phân tích. Và có anh Dũng ở trong đó luôn. Đây. Đây. Thấy không? Tự nhiên cái lợi dụng cái sự ảnh hưởng của mình, cái chị này chỉ lên, chỉ live stream thì đẩy cái chuyện riêng tư của người ta lên trên mạng xã hội. Có thấy không? Cái này là chị này dẫn chứng từ cái nguồn của từ điển Việt Nam, không phải là của tất cả các bài báo nào đâu nha các bạn. Do đó tôi cũng yêu cầu những cái người nào chưa có phát biểu đúng đắn trên mạng xã hội thì làm ơn về xóa video clip và bỏ hết đi. Làm gì có vụ dẫn chứng từ báo mà vi phạm 331. Chị này tự động lên trên Google, tự động search vào tên Nguyễn Phương Hằng, rồi tự động lấy cái chuyện đời tư của người ta kể, rồi dùng những lời lẽ kém xích ra cái gì, xích tiếng Anh, các bạn hiểu là cái gì không? Các bạn hiểu không? Rõ ràng là những cái lời nói này đã vô tình hay cố ý đụng vào tới cái danh dự của chị Hằng, và cơ quan chức năng người ta kết luận là hoàn toàn đúng, không có sai. Ai cho phép tự nhiên giống như tôi nè, tôi nói chuyện về chị Hằng, tự nhiên có YouTuber nào đó đưa cái chuyện con tôi, cái tôi, cha mẹ tôi lên trên mạng rồi sỉ nhục tôi, các bạn thấy cái vi phạm không? Vi phạm rõ ràng, đúng không? Chẳng hạn họ nói với tôi thì được, nhưng mà cái việc mà cái chuyện đời tư của người ta có chồng như thế nào, người ta có con như thế nào, ai cho phép đưa lên trên mạng? Cơ quan chức năng người ta được phép đưa lên trên mạng, nhưng người ta phải che và người ta phải giấu tên. Còn cái này để nguyên cái tiểu sử của người ta đưa lên mạng luôn đó. Do đó các bạn chưa nhìn thấy cái video clip giám định này của cơ quan chức năng. Do đó một số người đã kích động cộng đồng mạng để mà bảo rằng là dẫn từ báo là coi chừng. Và chính bản thân của cái người bị hại, cái người mà bị hại trong câu chuyện này là chị Hằng Ni, chị vẫn chưa biết cái tội mình là ở đâu nữa. Rõ ràng là chị đưa cái diện riêng tư của người ta lên trên mạng nè, chị đọc danh sách ở trên này, các bạn thấy không? Tôi chỉ trích dẫn một tí xíu cho các bạn biết. Và vì lý do cái điều tra về chị này vẫn còn nằm trong vòng bí mật, do đó tôi chỉ nói với cái sự việc mà tôi hiểu và tôi biết cái gì tôi nên nói thì tôi không nên nói. Đó, đây nè. Cái báo nào mà ghi cái sự việc mà điện đời tư ở đây ra, tự nhiên chỉ lên Wikimedia, chỉ lấy cái chỉ lên chỉ lấy cái việc đời tư của người ta ghi trong này nè, là tên gì, nhà ở đâu, quen với người nào, rồi chỉ lên nói như vậy, có phải là sỉ nhục người ta không? Mà các bạn thấy là rõ ràng, tôi thấy cái chị này cái bữa mà phát video clip này nè các bạn, đã đạt được 69.357 lượt xem. Và các bạn biết bao nhiêu lượt bình luận không? 1.300 lượt bình luận. 1.300 lượt bình luận này có phải khen chị Hằng hay là chửi chị Hằng? Chính vì những cái video clip mà đưa lên trên mạng như vậy á, mà để cho người ta khinh khi, người ta
người ta suy nghĩ sai về Đại Nam, suy nghĩ sai về chị Hằng Anh Dũng, có các bạn nghĩ là nó sẽ dẫn đến cái kết cục như thế nào không? Tôi nói cho các bạn biết là chúng ta làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Không có chuyện mà chúng ta dẫn tờ báo mà bị đâu các bạn, làm gì có. Các bạn thấy là rõ ràng, xem cái bài báo ngày hôm qua của Công an Nhân dân đã cảnh tỉnh mọi người, mà tôi nhắc mọi người một lần nữa, không có việc dẫn chứng từ nguồn báo chính thống mà bị tội 331. À, các anh cũng nên coi cẩn thận và lại những cái lời nói của mình. Không làm gì có việc mà tôi dẫn chứng từ một cái bài báo cảnh giác người dân, từ báo Công an Nhân dân mà tôi bị tội 331 làm gì có. Những cái người nào phát ngôn mà dẫn chứng từ báo mà bị tội là coi chừng. Ha, coi chừng đó. Ở đây tôi cũng tìm hiểu dữ lắm chứ không phải là ở đây người ta dạng ức ơ, người ta lên trà mạng, người ta thích nói đi xúc phạm người khác. Người ta nói, người ta để khuyên can người khác đừng có phạm vào sai lầm giống như chị Hằng, hoặc là phạm vào sai lầm giống như chị Hằng Ni và chú Sĩ. Đặc biệt là cái trường hợp của thằng Thái Văn Đường. Các bạn cũng đừng có dướng vào đó mà lao vào dòng lao lý. Các bạn thấy rõ ràng chỉ một câu chuyện thôi mà người ta thêm mắm dặm muối, dắt cái đó câu chuyện đó ra cái câu chuyện khác. Và thành phần phản động nó sẽ lợi dụng vào cái sự việc diễn ra ở Việt Nam để nó thêm mắm dặm muối, nó nói rằng chúng ta không có công bằng, không có nhân quyền. Các bạn thấy không? Đó. Tôi dẫn chứng như vậy đó, các bạn hiểu ý chưa? Và tôi đã tìm ra video clip mà dẫn đến cái sự việc Hằng Ni đã bị khởi tố bắt tạm giam, để cho cộng đồng mạng biết rằng không phải dẫn chứng từ báo chính thống mà bị đâu nha. Chị này tự động leo lên mạng lấy chuyện đời tư của người ta từ cái kênh Bách Khoa Toàn Thư mở là Whiskypedia để mà nói cái chuyện đời tư của người ta. Và cái điều này là cái điều vi phạm pháp luật. Cái điều này là cái điều mà tôi nói các bạn là luật 17 của an ninh mạng, là chúng ta không được phép mà chúng ta đưa chuyện đời tư của người ta lên. Rồi những cái người đi theo chị Hằng Ni này sắp tới như thế nào? Tôi thấy rằng Hoàng Kim Dung và cái chị bán rượu đó, hai cái chị đó rất có khả năng. Còn một số người mà dạng như lập la lập lửng vừa bên này vừa bên kia thì họ như thế nào? Sau khi đưa chị Hằng vào T30 thành công thì cái tương lai của chị Hằng Ni này, tôi nói các bạn là rất là sáng lạng, và tiếng nói của chị này mạnh như súng, mạnh như đạn. Chị này đã lập ra 3 khóa học về cái luật, và thu tóm được một cái lượng khán giả rất là lớn. Từ cái chỗ đó mà những cái YouTuber khác đã kéo theo để nịnh. Các bạn biết ai rồi đó? Các bạn biết ai đi theo để nịnh rồi các bạn? Các bạn ý không? Các bạn tôi đọc tên những người đó ra không? Và những người đó là những người tôi quen nữa. Đã đi theo chị Hằng Ni để xua nịnh, để lấy được cái lượng khán giả, và tất cả đã được nút bạc. Đó, ai có ngờ đâu, 11 tháng sau, sau khi chị Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, thì đúng 24 tháng 2 năm 2023 thì tới phiên mình. Mặc dù đã ẩn hết tất cả các video clip xúc phạm chị Hằng, xúc phạm anh Dũng và công ty cổ phần Đại Nam mà Quỹ Hằng Hữu, nhưng trời bất dung tha. Cái video clip mà cần ẩn thì lại không ẩn. Cái video clip cần không ẩn thì ẩn, thì cơ quan chức năng người ta đã vào. Đã vào và người ta xem xét. Tại vì những video clip đó đã ẩn hết rồi, do đó người ta không xem xét được. Thì chỉ còn duy nhất một cái video clip không ẩn này. Đó, người ta vào, người ta lụm ngay. Lụm ngay các bạn thấy rõ ràng không? Có phải là người hại thì không chết mà trời hại thì lụm luôn, các bạn thấy không? Tại sao toàn bộ video clip ẩn hết mà video clip này không ẩn? Không ẩn có phải là chị cố tình dẫn khán giả vào cái phân tích của chị để mà chị sỉ nhục chị Hằng không? Ví dụ như chị lỡ chị làm sai, chị làm video clip đó vào cái ngày đó, rồi chị sợ chị Hằng kiện chị thế nào đó, chị xóa cái là xong rồi, đúng không? Tại sao chị không xóa mà chị để ở chế độ không công khai? Đây, các bạn thấy lượng khán giả khủng hoảng không? 2.001 cái lượt like, 69.357 lượt xem, và cái video clip này được phát vào ngày 3 tháng 9 năm 2021. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi là nó đúng 2 năm. Nếu một người vu khống người khác mà không có căn cứ pháp luật mà phải biết là xử lý hình sự, nếu không người đó chắc chắn bị thần kinh mới được miễn tội. Tuy nhiên nếu tâm thần mà bị bắt buộc và đưa vào dạng tâm thần thì sẽ khủng khiếp hơn cả ở tù. Không đùa được với pháp luật đâu.
Chúng tôi vì các bạn vì xã hội, vui lòng đăng ký kênh lan tỏa để hiểu hơn cuộc sống văn minh hơn. Nếu các bạn có vấn đề giải đáp cứ comment vào inbox một cách và nào thuận tiện nhất, subscribe đó, Facebook đó. Các bạn thấy là cái chị này làm cái kênh YouTube chị này rất chuyên nghiệp các bạn. Những cái từ khóa hầu như là đây, từ khóa của chị này trong video clip này. Đây nè. Báo Hàng Ni, Phương Hằng, Vi Quanh, Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Tiến sĩ Quân, Luật sư Kim, Hoài Linh, Trấn Thành, Quỹ Hằng Hữu, Nhâm Hoàng Khang, Dũng Lò Voi, Hằng Cuộn Con, Võ Hoàng Yên, Đại Nam Thần Tiên, Khu Du lịch Đại Nam, Đại Nam, Sao Kê, Tiến sĩ Luật, ha, Đặng Anh Quân, Mổ Tim, Nhật Báo Hà Ni, Công Vinh, Thủy Tề, VTV, Nhà báo Hàng Ni, Hàng Ni, Hàng Ni, nghệ sĩ Hoài Linh, Hồng Dân, bà Hằng, Nguyễn Phương Hằng, Hồ Văn Cường, Hàng Ni Đại Nam, Cuồng Cuộn Con, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Vinh Niêu. Đó, các bạn thấy ghê không? Thấy không? Nguyên một cái tác của cái video clip này nè, tác thứ dữ không ạ? À? Rõ ràng là chị này CEO về, chị này CEO về cái chủ đề với từ khóa rất là chuẩn các bạn, rất là chuẩn. Quá chuyên nghiệp. Quá chuyên nghiệp. Một cái người mà mới bước chân làm YouTube không thể nào có được những cái này đâu các bạn. Đã có ai đó hiểu biết về YouTube rất là rõ, chỉ chị này sale như vậy đó các bạn. Và những cái sale này là những cái chủ đề mà chị này muốn cần nói đến. Khi ai đánh vào cái chủ đề những cái tên này, giống như để Võ Hoài Linh đi, thì ai đánh Võ Hoài Linh sẽ ra cái video clip của chị này luôn. Các bạn thấy ghê không? Sale chủ đề ghê không? Thì tôi đã nói các bạn rồi, trời cho không thấy, trời lấy thì không hay. Tôi đã từng vào kênh này khuyên nhủ trước đó 3 ngày. Tôi bảo rằng chị Hằng chỉ bị tạm giam rồi. Và chị cũng đã đạt được cái mục tiêu của chị rồi. Chị đừng có lên trên mạng mà xúc phạm chị Hằng nữa. Nhưng mà chị này có nghe đâu các bạn. Dễ gì? Người ta nói thuốc đắng giả tật là sự thật nó mít lòng. Tôi đã khuyên rất nhiều lần. Do đó tôi nói bảo tại sao? Tôi đặt câu hỏi ra tại sao chị Hằng Ni này chị dẫn chứng từ báo của chính thống không mà làm sao chị này mà bị giám định là bị tội được đó. Trong 4 ngày hôm nay thời gian rảnh là tôi vào cái Facebook của chị này, tôi kia nghiên cứu và tôi nói các bạn nói thật luôn, cái sự việc những cái người bị hại trong cái câu chuyện những cái người mà ủng hộ chị Hằng đó bị chị Hằng Ni nhắc nhiều nhất, đố các bạn tên của ai đó. Tôi đố các bạn biết là chị Hằng Ni này nhắc tên những người bảo vệ chị Hằng nhiều nhất là tên của ai. Ai đoán đúng sẽ được một phần quà nhỏ nhỏ. Và chúng tôi và bài nhỏ nhỏ các bạn có thể là comment ở dưới video clip này. Có một phần quà nhỏ nhỏ cho các bạn là 2 chai nước mắm 42 độ đạm. Tôi sẽ gửi cho khán giả nào đoán đúng. Tại vì đặc sản ở Kiên Giang thì có nước mắm là thôi. Hoặc là khô. Món quà này trị giá khoảng 200k. Chích từ ngân quỹ của mình. Hôm trước tôi cũng đã tặng có một số thẻ cào cho các bạn. Nhiều người không tin, nhiều người đã đạt được giải rồi mà không tin. Tôi đã tự liên hệ và tôi đã làm gạt cho họ. Ok, được, vlog, được. Chị vlog thấy em đàm đại dị được chưa? Dị mà còn bị chửi lên chửi xuống rồi đó. Các bạn có thể là qua kênh của Tiến sĩ Quân, gần đúng chắc thêm vài giải nữa quá các bạn. Gần đúng. Đó là Kiệt Tấn Đạt. Cũng gần đúng luôn. Có 11 YouTuber đã bị nhắc tên. Nhưng cái người không làm YouTuber bị nhắc tên mới ghê đó các bạn. Thì chúng ta sẽ chơi một video nhỏ nhỏ để cho khán giả rộng đường dư luận. Đừng có thấy bây giờ khán giả ủng hộ mà mình đứng ở bên bảo vệ bà chị Hằng, mà mình nói chuyện xà lơ phát phơ mà người ta không phân biệt được. Chẳng qua tôi cũng đã nói các bạn rồi, tôi không cần phải lên tiếng để tôi xem thử cái nghiệp của những em này á, lợi dụng vào chị Hằng á, coi nó còn sống còn hay là không, nó sống được là nó hay đó, nó có bản lĩnh nó hay đó. Chứ còn không thể nào mà chấp nhận cái trường hợp mà đứng ở bên phía chị Hằng mà đi đồ sát anh em các bạn. Tôi không có nhắc tên nó luôn. Khán giả nó ghê quá. Trong một đêm thức dậy tới sáng mất 300 khán giả các bạn. Đâu có cần thiết gì với tôi. Tôi không cần thiết gì các bạn. Tí nữa lượm quà. Đó, thì tối nay tôi sẽ gần đúng rồi đó. Gần đúng như 90%+ rồi đó, gần đúng rồi đó. Đó, tôi nói các bạn người ta bị chị Hằng Ni thì lên án rất là nhiều. Là người ta bị một cái dạng tâm lý
không phải là chuyện đơn giản. Tôi mà bị nhắc như vậy á, tôi nói các bạn là tôi chắc tôi cũng không không phải là chuyện đơn giản đâu các bạn. Nhưng mà cái anh này quá cứng, anh này quá cứng thế nào đó, tôi nói các bạn, anh này ảnh quá cứng rồi, do đó là không không có show anh được. Tôi cứ ngỡ rằng anh ta lụm anh ta trước rồi đó các bạn, lụm anh ta trước rồi đó, nhưng mà cuối cùng tới bây giờ vẫn chưa lụm, thì tôi nghĩ là anh ta quá cứng và anh ta có một cái gì đó mà tôi không không hiểu nổi các bạn. Tại vì tôi vào sau cái câu chuyện này do đó là tôi sorry mãi coi họp quốc hội bên TikTok nên quên anh nông dân không phải. Thôi thì các bạn cứ comment ở dưới video này, dưới video này nha, tại vì trực tiếp mình không có có xem được đầy đủ, mình không xem được, thì các bạn cứ comment dưới này đi, mình sẽ trích cái phần thưởng này ra 200.000, mình sẽ nạp cạc cho mọi người, hoặc là mọi người thích mua nước mắm thì mình sẽ mua, mình gửi lên. Mình nghĩ rằng nên chọn nước mắm đi, nước mắm mắc hơn, nước mắm nó hình như tới 257.000 là các bạn phút tài chính. thì tôi nói các bạn ráng cố gắng, chúng ta sẽ xây dựng được một cái kênh YouTube riêng của mình, mà tiếng nói của chúng ta không có lợi dụng vào khán giả, không có lợi dụng vào cái sự ảnh hưởng khi chúng ta nói về chị Hằng mà chúng ta trục lợi. Đã có ở cuối video clip này nè các bạn, tôi nói các bạn á, đã có một video clip bà có một cái trường hợp mà lợi dụng vào cái tình yêu thương với khán giả, lợi dụng vào cái sự thiên tai lũ lụt, lợi dụng vào cái sự lòng thương mà cái người bị tật lừa đảo trên 3.000 khán giả với số tiền 3.6 tỷ. Các bạn thấy ghê không? Chúng ta phải lên tiếng nói để chúng ta cảnh tỉnh, đừng có lợi dụng cái sức ảnh hưởng của mình mà làm cái chuyện phi pháp. Các bạn làm phi pháp một lần hai lần thì không có bị gì cả, tôi bảo đảm các bạn, mà các bạn làm nhiều lần thì các bạn thấy chạy nổi không? Ok. Nước mắm Hồng Phước hả? Không, mình chơi nước mắm Hải Đăng không mà các bạn ơi, không phải nước mắm Hồng Phước đâu. Không phải cô Hằng nhắc nhiều nhất, mà là chị Hằng Ni nhắc tấn công cái người đó nhiều nhất khi cái người đó bảo vệ chị Hằng. Tôi nhắc lại câu hỏi một nữa, đây là một trò chơi rất là vui, và giải là giải nhất là 200k sẽ nạp thẳng vào tài khoản, hoặc là mua thẻ cào, hoặc là một cặp nước mắm, một cặp nước mắm các bạn. Các bạn nhớ bình luận sau video này các bạn nhé. Chúng ta sẽ kết vào buổi tối ngày hôm nay, lại chim tối ngày hôm nay khoảng 9 giờ tối chúng ta sẽ công bố kết quả, và ai đó tôi chúc mừng các bạn sẽ đạt được cái giải thưởng này. Ok, một lần nữa xin cảm ơn và tạm chào tất cả mọi người. Bye bye. Nãy giờ không ai nói đúng hết trơn á.